Đài phát thanh quốc tế Pháp thăm Uskay Chanport. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là chủ đề video của Ngọc Bình trong ngày hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2023. Vâng, thưa quý vị, chúng ta thường nhận được những thông tin vô cùng tuyệt vời trên các trang chính của tập đoàn công nghệ giao thông thông minh, tập đoàn Uskay Trinh Technology hiện nay đã bước sang quá trình thương mại. Và quý vị và các bạn thân mến, ngày nay thì công ty Uskay Trinh Technology đã và đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của giới truyền thông uy tín. Và lần này thì Đài phát thanh quốc tế Pháp thăm Uskay Chanport. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng với Ngọc Bình chúng ta tìm hiểu nội dung chi tiết của bài viết này. Đài phát thanh quốc tế Pháp thăm Uskay Chanport. Thông tin ngày 22 tháng 9 năm 2023. Phương tiện truyền thông toàn cầu luôn quan tâm đến công nghệ cơ sở tầng và giao thông Uskay. Nicolas Karaustren, phóng viên nước ngoài của Radio France International tại các nước vùng vịnh vừa đến thăm trung tâm kiểm tra và chứng nhận Uskay. RFI là đài phát thanh tin tức của Pháp phát sóng trên toàn thế giới bằng tiếng Pháp và 15 ngôn ngữ khác, áp dụng kiến thức chuyên môn của phòng tin tức Paris của RFI và mạng lưới hơn 400 phóng viên trên khắp thế giới. RFI cung cấp cho người nghe các bản tin và các chương trình khác cung cấp cái nhìn sâu sắc về các sự kiện trên khắp thế giới. 40 triệu người nghe RFI trên toàn thế giới mỗi tuần và trang web cũng như là ứng dụng di động của RFI được 10 triệu người sử dụng mỗi tháng. Trong cuộc trò chuyện, những ấn phẩm, những phẩm chất và lợi thế chính của người tiêu dùng của tổ hợp cơ sở, hạ tầng và giao thông Uskay đã được nêu tên, cũng như những phát triển trong tương lai gần của công ty. Một điều khác mà đại diện của chúng tôi đã đề cập trong cuộc phỏng vấn là các hoạt động hiện tại tại trung tâm kiểm tra và chứng nhận Uskay. Hôm nay chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng của công việc trên phần không căng thẳng của test chắc 4, cũng như đang trong quá trình xin phép TDRA vận hành thiết bị viễn thông phục vụ các công việc tiếp theo của Uber Karat. Hãy theo dõi tin tức của chúng tôi để biết podcast sắp tới về Uskay Chanport trên Radio France International. Vâng, thưa quý vị, đây là một thông tin vô cùng tuyệt vời khi chúng ta thấy Đài phát thanh quốc tế Pháp thăm trung tâm Uskay Chanport. Và đó là điều hiển nhiên khi một công nghệ rất là tuyệt vời như thế này thì chắc chắn giới truyền thông không thể bỏ qua. Và chúng ta còn nhớ, không những là Đài phát thanh quốc tế Pháp thăm Uskay Chanport để đưa những tin tức, và trước đó chúng ta đã biết Đài truyền hình France cũng đã đưa những thông tin về công nghệ giao thông của chúng ta. Xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng nhìn lại video của kênh truyền hình Pháp France 2. Xin mời quý vị các bạn. Ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nổi tiếng với thành phố tương lai. Xin chào Sylvain, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Đất nước thực sự phát cuồng vì những đổi mới của tất cả các loại và một số công nghệ nhất định có thể cách mạng hóa cuộc sống của chúng ta và đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông. Xin chào, người chiến thắng thực sự các chế độ quân chủ của vùng vịnh rất thích công nghệ mới, cho dù đó là taxi bay không người lái hay tàu hỏa siêu tốc được cho là chạy trên thảm điện tử. Vì ở đây mọi người đều nhận thức rằng kỷ nguyên dầu mỏ có thể sắp kết thúc, và điều đó là cần thiết để trở thành người dẫn đầu trong các công nghệ của ngày mai. Một trong số chúng có thể là một tuyến cáp treo đô thị, hiện đang được thử nghiệm ở tiểu vương quốc, đến thành phố lớn thứ hai của đất nước. Báo cáo được thực hiện với Nicolas Kaurin và Sophie Gainon ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những tòa nhà chọc trời nhô lên khỏi mặt đất trong một vài năm nữa sẽ được phục vụ bởi những nút giao thông khổng lồ trên những con đường, nếu sự thống trị của chiếc xe vẫn còn những ngày tươi sáng phía trước. Đất nước dự đoán sau dầu tại cửa sa mạc một hệ thống cáp treo đô thị và thử nghiệm trên quy mô lớn được treo bằng dây cáp. Những cabin này có thể di chuyển từ ga này sang ga khác với tốc độ 150 km/h. Kỹ sư người Nga là tương lai của ngành vận tải được chào đón trong tương lai. Tùy thuộc vào các phiên bản mà các cabin này sẽ có thể chuyên chở từ 6 đến 30 người và tần suất của chúng sẽ có thể thích ứng với số lượng hành khách. Có nghĩa là thay vì phải có một chiếc xe buýt khổng lồ, với 100 người thấy mình bị nén như cá mòi trong một chiếc hộp ở đó, chúng tôi có thể gửi cái này đến cái khác và tốt hơn là từng chiếc một bằng điện và im lặng. Tàu điện ngầm này được treo bằng dây cáp có thể kết nối các tòa nhà ở các trung tâm đông dân cư như Dubai.
mà còn kết nối các thành phố giữa chúng trong khoảng cách xa hơn như tưởng tượng. Trong kit quảng cáo về cam beo từng của các loài chim, có thể làm cho nó hoạt động trong sa mạc hoặc những khu vực ngập lụt, nơi các khu cứu trợ khó tiếp cận đã được biết đến trên núi. Công nghệ đơn giản và hiệu quả này không cần phi công vận hành một bộ phận. Nhưng công nghệ này được thực hiện để giám sát 50 đến 100 phương tiện vì hầu hết mọi thứ đều tự động. Một giải pháp thích ứng cho vận tải hàng hóa theo đối với các nhà phát minh, phương thức di chuyển này sẽ là một trong những phương thức rẻ nhất trên thế giới với chi phí không bao gồm xây dựng là $1 cho mỗi 100 tấn di chuyển trên mỗi km. Ngay khi chúng ta rời khỏi mặt đất, nơi an toàn không bị tắc nghẽn giao thông và xe buýt với tất cả và chúng tôi đi đến cấp độ tiếp theo. Cảm ơn Chúa và vẫn sẵn có mà không phá hủy thiên nhiên nơi các công trình hiện có và không thải khí. Chúng tôi cung cấp một giải pháp kinh tế và sinh thái. Việc lắp đặt này được tài trợ bởi Trung tâm Đổi mới về phí tại một các thành phố tắc nghẽn nhất của các tiểu vương quốc với ngân sách 1 tỷ euro mỗi năm. Chính quyền muốn thu hút các công ty khởi nghiệp nước ngoài đang tìm kiếm vốn. Các tiểu vương quốc có chiến lược đến năm 2030 để chuyển từ nền kinh tế dựa vào dầu mỏ sang nền kinh tế tri thức. 1. Chúng ta phải khuyến khích đổi mới cả các nhà khoa học và doanh nhân được tài trợ. 3. Tập trung vào các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, in 3D block và 4. Công ty được thành lập sẽ làm giàu cho đất nước chúng ta sẽ có các thành phố. OAI, thành phố thu phí đến và đi Dubai nên là thành phố đầu tiên trên thế giới lắp đặt cáp cho đô thị này, một bước trước khi xuất khẩu phương tiện giao thông này ra nước ngoài. Vì vậy, xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì những hình ảnh đặc biệt đáng kinh ngạc này phải được công nhận và hẹn gặp lại các bạn sớm, rõ ràng là khi họ trở lại tương lai. Các bạn đã quan tâm cập nhật thông tin của Ngọc Bình trong ngày hôm nay. Nếu quý vị và các bạn thấy thông tin này hay, hữu ích thì không quên hãy để lại một nút like, nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.